Xin chào tất cả các bạn đã theo dõi video. Thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn là cách chỉnh răng cưa và chỉnh bước đi của máy cá bơi trên vịt bước, làm sao cho máy của chúng ta nó nhẹ, nó được lướt. Thì đầu tiên thì mình cũng giới thiệu sơ về cái bộ chân vịt này. Thì nó có gồm hai cái chân vịt, một cái chân vịt giữa và cái chân vịt ngoài. Cái chân vịt giữa này nó có tác dụng để nó giữ hàng, và cái chân vịt ngoài này là chân vịt bới để nó có tác dụng nó bới hàng đi. Thì tiếp theo thì chúng ta phải chỉnh đến độ cao thấp của cầu răng cưa. Thì chúng ta quay kim chúng ta lên cao tận cùng. Thì chúng ta chỉnh làm sao cho cái răng cưa của chúng ta nó phải nhô lên mặt nguyệt khoảng 1.5 ly, từ 1.2 ly đến 1.5 ly nhá, phụ thuộc vào các mặt hàng. Thì lưu ý là các bạn đừng chỉnh cái răng cưa chúng ta nó thấp quá hoặc nó cao quá nhé. Thì chúng ta chỉnh cho nó tầm từ 1.2 ly đến 1.5 ly là ok. Rồi sau khi chúng ta đã chỉnh được chiều độ cao thấp của răng cưa thì mình sẽ tiến hành mình chỉnh đến cái bước đi của cái chân vịt. Thì muốn chuẩn thì chúng ta phải, đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta mở con ốc giữ trụ chân vịt này ra. Đó. Thì muốn chuẩn thì các anh chị phải mở cái con ốc giữ trụ chân vịt này ra trước này. Rồi tiếp đến thì mình sẽ mở đến đấy, con ốc 10 ở trên đỉnh đầu máy này, tức là chỉnh bước đi hay là cao thấp của cái chân vịt giữa đấy. Chúng ta tiến hành chúng ta mở xả lỏng con ốc ra. Rồi bây giờ khi mình đã xả lỏng ra rồi thì cái chân vịt của mình đã rơi xuống làm sát mặt nguyệt, lưu ý là nó phải làm sát mặt nguyệt nhé. Và khi chúng ta quay máy thì cái chân vịt giữa này của chúng ta nó nằm im này, đứng im này, nó không bước đi này. Thì chúng ta cứ để cái chân vịt của chúng ta nó trong cái trạng thái như thế này nhé. Và lưu ý là chúng ta không được gạt gối, chúng ta cứ để trong trạng thái như thế này. Và chúng ta sẽ tiến hành, đó, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta dìm cái củ ở cái trụ chân vịt này xuống này. Và tiếp đó là mình sẽ tiến hành mình siết con ốc này vào trước, tức là mình sẽ siết con ốc giữ trụ chân vịt này vào. Đó, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta siết chắc con ốc giữ trụ chân vịt này vào trước này. Thì chúng ta chỉnh cái bước đi nó chuẩn 100% nhé. Đó. Rồi sau khi ta đã siết được con ốc này vào thì mình sẽ quay xuống phía chân vịt này. Đó. Thì chúng ta quay bu ly theo chiều máy chạy. Đó, cho răng cưa chúng ta lên cao tận cùng. Thì chúng ta sẽ tiến hành chỉnh độ cao thấp của cái chân vịt giữa này. Thì ta sẽ gạt gối lên và một tay ta giữ cái chân vịt rìa và ta gạt gối lên để cho cái chân vịt giữa chúng ta đi lên nhá. Thì chúng ta chỉnh làm sao cho cái mép dưới của chân vịt giữa này nó phải nằm trên, đấy, nó nằm trên răng cưa 1 mm, đấy là chỉnh chuẩn nhá. Thì phụ thuộc vào tất cả các loại hàng, anh chị các bạn có thể là cho cái chân vịt chúng ta lên cao cũng có thể được. Nếu mà chúng ta chạy khi chúng ta quay góc nó không bị mắc thì chúng ta có thể cho lên cao. Đó. Nếu mà khi chúng ta quay góc nó bị mắc góc thì chúng ta cho xuống thấp, nó sẽ nằm trên cái răng cưa 1 ly. Lưu ý là lúc nào nó cũng phải nằm trên răng cưa 1 ly nhé. Các anh chị và các bạn đừng chỉnh cho nó thấp hơn răng cưa thì khi chúng ta chạy nó bị gần máy và máy của chúng ta nó không lướt được nhé. Nên là chúng ta lưu ý là chúng ta chỉnh làm sao. Đó, nó phải nằm trên, tối thiểu nó là phải nằm trên răng cưa 1 ly. Tùy vào các loại hàng chúng ta có thể cho lên cao được. Đấy, chúng ta cho lên cao nó không mắc góc, nó không cào manh thì chúng ta có thể cho lên cao được. Rồi sau khi ấy xong thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta siết con ốc này vào và chúng ta sẽ kiểm tra. Đó, chúng ta quay một vòng. Đó, thì khi cái răng cưa của chúng ta lên cao nhất thì cái mép dưới của cái chân vịt giữa này nó phải nằm trên cái răng cưa của chúng ta 1 ly là chuẩn. Đó, thì các anh chị có thể chỉnh nó cao lên cũng được. Đó.
trong cái trường hợp mà khi ta quay kim xuống tận cùng mà cái chân vịt giữa của chúng ta ấy, mà nó không nằm sát xuống mặt nguyệt đó, thì là nó đang gặp cái tình trạng là bị treo chân vịt nhé. Đó, khi mà chúng ta quay xuống tận cùng đấy, khi đây là mình đang giả sử nhé, khi kim chúng ta quay xuống tận cùng đấy, quay xuống này mà cái chân vịt chúng ta nó nằm trong cái trạng thái lơ lửng như thế này, thì tức là cái chân vịt giữa của chúng ta nó đang bị treo, thì trong quá trình mình chạy nó không giữ được hàng, khi chúng ta chạy nó sẽ bị lạng hàng mà nó không đi được nhé, thì nó đang bị treo chân vịt đó. Thì như trường hợp này mình phải xử lý đó, mình phải xử lý làm sao cho cái chân vịt giữa mình khi nó đi xuống tận cùng nó phải sát mặt nguyệt đó. Trong cái trường hợp bị treo chân vịt thì chúng ta tiến hành chúng ta mở đấy, mở con ốc giữ trụ chân vịt này ra này, và ta sẽ mở con ốc đấy, chỉnh cao thấp của chân vịt giữa ra, và các bạn làm theo các bước mình vừa hướng dẫn là ok nhé.